Ông Cao Thắng và Đông Nhi chia sẻ cảm xúc trước ngày hôn lễ trong mơ diễn ra. Cận kề ngày trọng đại, ông Cao Thắng và Đông Nhi đã có những chia sẻ về cảm xúc hồi hộp, mong chờ mà bất kỳ cô dâu chú rể nào cũng sẽ gặp phải trước khi về chung một nhà. Chỉ còn 3 ngày nữa, đám cưới được mong chờ nhất showbiz Việt của Đông Nhi ông Cao Thắng sẽ diễn ra. Cặp đôi đã lựa chọn bãi biển ánh hoàng hôn của Phú Quốc làm nơi để trao gửi lời hẹn ước trăm năm. Sẽ có khoảng 500 khách mời đến tham dự hôn lễ này tại Phú Quốc. Và tất cả được đài thọ toàn bộ chi phí ăn ở đi lại tại thiên đường du lịch này để gửi lời chúc phúc cho cô dâu chú rể. Gần đến ngày đám cưới diễn ra, không chỉ ông Cao Thắng và Đông Nhi mà người hâm mộ công chúng cũng vô cùng mong chờ, hồi hộp chờ đợi giây phút hai nghệ sĩ chính thức nên duyên vợ chồng. Mới đây, trong buổi phỏng vấn cho bộ ảnh cưới chụp với ekip của nhà thiết kế Chung Thanh Phong, Đông Nhi ông Cao Thắng đã chia sẻ những cảm xúc trước ngày trọng đại. Vừa có một chút xíu nôn đến ngày cưới, nhưng cũng rất hồi hộp, không biết công tác chuẩn bị có đủ tốt hay không. Vì ngày hôm đó, sự có mặt của tất cả quan khách là điều rất quý giá, nên chúng tôi phải dành lời cảm ơn khi mọi người đã bỏ thời gian để đến dự sự kiện ý nghĩa của Thắng và Nhi. Mọi công tác chuẩn bị đang được thực hiện, Thắng và Nhi đều rất hồi hộp, chờ đợi đến ngày hôm đó. Cùng với đó, Đông Nhi cũng chia sẻ về việc chiếc váy cưới đặc biệt hiện tại vẫn chưa lộ diện. Đây là chiếc váy đặc biệt mà nữ ca sĩ sẽ diện trong ngày trọng đại, và ông Cao Thắng cũng chưa được nhìn thấy. Đúng là chiếc áo cưới chính của Nhi đến bây giờ Thắng vẫn chưa biết. Theo như hình dung của Nhi và được thiết kế bởi Chung Thanh Phong, đó là chiếc váy cưới trong mơ của Nhi. Nhi đang rất nóng lòng xuất hiện trong hình ảnh sẽ làm anh Thắng xúc động. Nhi rất hồi hộp và mong chờ chiếc váy cưới dành riêng cho mình trong ngày trọng đại. Đám cưới Đông Nhi ông Cao Thắng diễn ra vào ngày 9 tháng 11 tại Phú Quốc, Kiên Giang. Trước đó vào ngày 8 tháng 11 sẽ diễn ra lễ rước dâu theo đúng phong tục truyền thống tại Sài Gòn.